Hi, xin chào quý vị khán giả nha. Cứ vui được gặp lại quý vị khán giả. Mình là chính là gió mùa kỹ sự đây. Hôm nay thì đã là 28 Tết thì mình đang có mặt dưới thành phố Mỹ Tho tại quảng trường, thì nơi đây đang diễn ra vui chơi ở tại đường hoa và cũng như là xem coi hả các người ta bán hoa như thế nào, có tấp nập, có đông vui như mọi năm hay không. Thì năm nay là dịch bệnh cũng khá là nhiều, nhưng mà mình cũng cố gắng chia sẻ cho mọi người để coi cái tình hình hoa ở tại thành phố Mỹ Tho Tiền Giang diễn biến ra sao như thế nào. Thì năm nay mình thấy giống như là chợ bông, chợ hoa của thành phố Mỹ Tho Tiền Giang thì người bán thì cũng tương đối là ít chứ không có nhiều như mỗi năm, nó cũng không có sum tụ như mỗi năm nữa. Thì bắt các bà con cô chú thì đem qua ra bán thì cũng lai gai, thấy cũng lai gai ít chứ không đông. Tuy là đã là tối 28 Tết rồi nhưng mà người mua cũng lai gai lưa hưa đó. Chủ yếu là người ta đi xem là chủ yếu là chính, chứ mua thì cũng không có nhiều. Thì năm nay mình thấy ở ngoài chợ bông tại Tiền Giang Mỹ Tho thì thấy là có các loại mà cúc chủ là cúc với lại bông giấy là đa số, còn chẳng hạn bông dân họ cũng tương đối chứ không nhiều đó. Thì năm nay có mình thấy bông giấy, bông giấy thì đang nổi lên rất là nhiều. Thì những năm trước thì mình thấy bông giấy cũng không có mà được bán nhiều như năm nay. Hôm nay thì thấy bông giấy được bán khá nhiều á. Nhưng mà nói gì cái những người người ta đi để mà đi mua bông thì cũng ít chứ không có nhiều như mỗi năm, thì cũng do ảnh hưởng bởi dịch đó. Thì mình thấy tầm giá một chậu cúc thì tầm khoảng từ 200 đó. Thì một số loại bông khác thì cũng tầm nằm ở mức giá là khoảng 200.000. Thì mình thấy năm nay có bông giấy, mình thấy bông giấy khá là đẹp á. Nhìn thấy bông giấy khá là hấp dẫn. Đó, phía trước là bông giấy nha các bạn. Thì hôm nay đã là 29 rồi thì các bạn và cũng như quý vị về quê hết chưa? Và cũng như là những ai được về quê á, thì về quê an toàn hết rồi ha. Đó, thì chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe luôn, nhưng mà ăn Tết ở quê vui vẻ nha quý vị. Còn những ai ở lại thì cũng hơi cố gắng lên nha, giữ gìn sức khỏe của mình. Thì ở đây mình chia sẻ cho quý vị cũng như là những người ở xa xứ xa quê xem video này, có một cảnh quê Tết ở trên video đó. Thì đây là một chia sẻ ngắn vì chợ bông thành phố Mỹ Tho thì tỉnh Tiền Giang. Cảm ơn quý vị đã xem video. Xuân sang
xuân về trên khắp quê hương. Ong bướm vui đùa mai đào nở tươi trong nắng. Trên phố đông vui xuân về trên đất quê tôi. Em may áo mới mẹ cho mặc khi xuân về. Chim én tung tăng bay đùa trong nắng xuân tươi. Yêu quá quê nhà chan hòa mùa xuân thái hòa. Xuân những lời chúc xuân xây một năm mang thang mọi nhà. Tiếng chuông chùa ngân nga trầm ấm thoáng hương trầm hai lọc đầu năm. Này bánh chưng này mứt ngon xuân quê hương tình thương đậm đà. Năm mới xôn xao xuân về ta chúc cho nhau. Xin cho lũ tốt nàng bông trên đầu. Cây trái năm nay vô mùa tươi tốt xuân xuê. Mưa nắng ôn hòa muôn nhà chung xuân vui. Trong nắng xuân tươi, yêu quá quê nhà
tràn hòa mùa xuân Thái Hòa. Kỳ kỳ đường quê đông vui đẹp quá, áo mới mình mò muôn sắc mùa xuân, cùng chúc xuân những lời chúc xuân xây một năm mang thang mọi nhà. Tiếng chuông chùa ngân nga trắng ấm, có hương trầm hái lọc đậu năm, này bánh chưng này mứt ngon, xuân quê hương tình thương đậm đà. Năm mới xôn xao xuân về ta chúc cho nhau, xin cho lũ thôn nàng bông trên đầu. Cây trái năm nay vô mùa tươi tốt sung xuê, mưa nắng ôn hòa muôn nhà chung mùa xuân vui. Cây trái năm nay vô mùa tươi tốt sung xuê, mưa nắng ôn hòa muôn nhà chung mùa xuân vui. Cây trái năm nay vô mùa tươi tốt sung xuê, chung mùa xuân vui. Chim én tung cánh bay đùa trong nắng xuân tươi, yêu quá quê nhà tràn hòa mùa xuân Thái Hòa. Kỳ kỳ đường quê đông vui đẹp quá, áo mới mình màu muôn sắc mùa xuân, cùng chúc xuân những lời chúc xuân xây một năm mang thang mọi nhà. Tiếng chuông chùa ngân nga trầm ấm, chầm hái lọc đậu năm, này bánh chưng này mứt ngon, xuân quê hương tình thương.